Ê, mấy bạn kia, có duyên thiệt đó, kết bạn với nhau đi. Nè, gọi hai em gái đó qua uống vài ly với đại ca tôi đi. Cái gì? Nè, đừng nóng nổi, để tôi xử lý cho. Đừng gây chuyện rắc rối, ngày mai tôi còn có chuyện. Yên tâm đi, ngồi xuống. Chào các anh. Bọn tôi đều là sinh viên, hai cô gái đó còn chưa tốt nghiệp. Các anh đừng dọa họ. Hay là tôi mời các anh ly này nha. Ai kêu mày qua đây? Tao kêu hai em gái đó qua đây mà. Vậy chầu này tôi mời các anh đi. Ly rượu này tôi kính các anh. Sinh viên, sinh viên thì có là gì ghê gớm chứ. Người hùng biện giỏi nhất. Đại ca, anh biết người hùng biện giỏi nhất là gì không? Giỏi khu môi muốn mép hả? Đúng đó. Nè, uống rượu đi. Uống rượu đi. Mày làm gì vậy? Hả? Sao? Hả? Uống lộn hả? Muốn gì? Hả? Hả? Mày muốn gì? Hả? Chơi không? Mày hả? Mày hả? Đừng sợ, có tôi đây. Chuyện tay lại hết cho tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Ê! Ai ra tay trước vậy? Là tôi ra tay trước. Tình hình này của cậu đừng nghĩ đến tốt nghiệp nữa. Không phải chứ chú cảnh sát. Có phải chú đang nói đùa không vậy? Ai nói đùa với cậu? Chuyện đánh nhau này lớn thì không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Nhưng trước hết cậu cũng phải nhận sự thông cảm của đối phương. Cậu ra tay trước đúng không? Xin lỗi đi. Tại sao tôi phải xin lỗi họ chứ? Họ sỉ nhục tôi trước mà. Tôi sỉ nhục cậu trước hả? Đồng chí cảnh sát, tôi và bạn tôi đang ngồi uống rượu bình thường thì người này không nói một tiếng nào, xông tới đá cho tôi một cái. Được rồi, cậu ta sỉ nhục thế nào? Không có gì. Được rồi, kể lại toàn bộ quá trình. Ai nói trước? Được rồi, chuyện không to tát đâu. Tôi đưa cô về. Ê, chúng ta phải nghĩ cách để cứu họ ra mới được chứ. Nghĩ cách gì chứ? Chỉ là đánh nhau thôi mà, có gì to tát đâu. Ở một đêm sẽ được thả thôi. Chuyện không lớn. Vậy thì tại sao anh phải bỏ trốn? Tôi trốn sao? Làm gì phải trốn? Trong tài điển của tôi giống dĩ không có hai chữ chạy trốn đâu nha. Là bởi vì tôi có án. Án gì? Có ám hiệu. Ám hiệu? Đúng. Ám hiệu gì? Tôi chỉ làm việc thành có ám hiệu. Chính là ai vào đó trước, người còn lại sẽ phải nghĩ cách. Nghĩ cách cứu người kia ra. Đúng, đó chính là ám hiệu ngầm của đàn ông. Vậy anh đã nghĩ ra được cách chưa? Nghĩ ra rồi. Cách gì vậy? Thượng hạ hai sách. Thượng sách. Tôi kêu luật sư riêng của tôi ngày mai tới đây một chuyến. Còn hạ sách. Nếu mà tụi nó không hòa giải, tôi cho tụi nó không qua nổi ngày nói dối sắp tới đâu. Ê, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Tôi thấy hạ sách này thì nên bỏ đi. Ê, tôi lại thấy thượng sách đó thì được. Bây giờ anh gọi cho luật sư riêng của anh tới. Chúng ta cứu họ ra đi. Bây giờ? Đúng rồi, không lẽ đợi đến ngày mai? Chuyện này cô không hiểu đâu. Cô xem, bây giờ bọn chúng đang rất tức giận, không thể giải quyết được gì hết đâu. Phải để đến ngày mai, để viên đạn bay đi đã. Ngày mai nguôi giận, tự động chúng sẽ hòa giải thôi. Được rồi, đi thôi. Tôi đưa cô về, nhanh lên. Má chết rồi. Cái gì nữa? Tới giờ này rồi, chắc chắn ký túc xá đóng cửa. Làm sao đây? Cô có đem căn cước theo không? Hả?
không đem. Tới tiệm của tôi ngủ một đêm đi. Hả? Lên xe. Ờ. Ngồi chắc nha. Đồng ý hòa giải rồi chứ? Đồng ý. Điều là em Út thôi mà. Hiểu lầm nhỏ. Đúng rồi. Được rồi, kiếm tên vào đây đi. Dạ. Đây, cậu cũng ký đi. Cảm ơn. Ê, chú Lý, chuyện hôm nay cảm ơn chú. Chú Lý à, chú đã đưa cho bọn chúng tất cả bao nhiêu tiền vậy? Để con ghi giấy nợ cho chú nha. Là như vậy chú à, trong chuyện này là con ra tay trước, cho nên con sẽ đứng ra phụ trách tất cả. Con là Tiểu Lâm hả? Nếu đã sắp tốt nghiệp, chú sẽ dùng lời nói của thế giới người lớn để nói với con về cô. Con muốn viết giấy nợ là thật sự muốn chịu trách nhiệm với mình hay là vớt vát một chút tự trọng? Chuyện ngày hôm nay con tôi xếp ổn mới là có tự trọng. Nếu đã kêu chú ra mặt thì tôn nghiêm của con không đáng để nhắc tới. Ông Lý nói gì vậy chứ? Im miệng đi. Lý Văn Khải, con cũng nhớ kỹ cho ba, lòng tự trọng không có thực lực là tự chuốc lấy sỉ nhục. Đi về nhà. Ông Lý là vậy đó, con đừng để tâm. Dương Nhiên, hay là để tôi đưa cậu về nhà nha. Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn. Tôi lo lắng. Lo lắng cái gì? Tôi lo lắng cậu đi một mình sẽ không an toàn. Đã khuya như vậy rồi. Lâm Việt Thành, lâu rồi tôi nghĩ cậu là một người rất lý trí. Nhưng qua chuyện hôm nay, nếu chú Lý không ra mặt thì giải quyết thế nào đây? Tôi xin lỗi. Những người bạn đó của con đều đi làm rồi. Bà thấy con thì không quan tâm gì hết. Vậy con có thể làm sao? Con khóc một trận rồi tái cho mình mấy bạt tai sao? Bao nhiêu năm nay con chỉ biết xài tiền thôi, không làm được chuyện gì hết. Con không nên tự ngẫm lại sao? Vậy trước đây ba đã làm gì? Từ nhỏ tới lớn ba đều dùng tiền để dàn xếp con. Con cũng dùng tiền để dàn xếp cuộc sống, cũng là học theo ba thôi. Anh Trương dừng xe đi. Anh Trương dừng xe. Dừng xe đi. Dừng xe, dừng xe. Đi. Tiệm xe máy qua sử dụng Tam Hiệp. Đây là cửa tiệm hàng đầu của anh sao? Đúng vậy. Cửa tiệm xe máy qua sử dụng hàng đầu Tam Hiệp. Cô xem, trang trí đậm sắc màu cổ kính. Còn ở đây nữa, view sâu 180 độ không góc chết nha. Thấy sao? Môi trường ở đây đúng là rất tốt đó nha. Đúng chứ. Anh Đào, xe máy qua sử dụng thật sự bán rất chạy sao? Chuyện này cô không biết đâu.
Trùng Khánh của chúng ta là thành phố núi đúng không? Đi ra ngoài đều cần có xe. Chính vì là thành phố núi nên đường xá rất chật hẹp, dòng tới dòng lui đi lên đi xuống, đi ô tô cũng không có tiện cho lắm. Nên là cần một chiếc xe máy. Nhưng cô mua chiếc xe máy mới, thứ nhất không thực dụng là quá mắc, thứ hai không phong cách, không giống cô. Một chiếc xe Johnson cũ này, cô xem chiếc xe máy này, vừa có chất nghệ sĩ vừa rất hợp thời, có phải rất lãng tử không? Anh như vậy đúng là rất đẹp trai. Chứ sao? Hơn nữa mấy năm nay kinh tế của Trùng Khánh phát triển rất tốt, các chỉ số tài chính đều tăng trưởng ổn định, chẳng hạn như là cái gì mà KPI, CPI rồi chỉ số DGI rồi còn cái gì nữa mà dù sao cô cũng không học tài chính, nói chuyện với cô cũng vô ích thôi. Nói tóm lại là tiệm xe máy qua sử dụng chính là vùng biển xanh của thị trường Trùng Khánh trong tương lai. Mỗi lần gặp cô ấy, tôi đều sẽ không nhìn được mà ngoái đầu nhìn. Nhưng tôi biết cô ấy không hề chú ý đến tôi. Cùng khoa nhưng không cùng lớp, năm tư đại học, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ta. Nên tôi mong chờ mỗi tiết học chung, ít nhất tôi cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy cô ấy. Nhưng không ngờ, đến lúc gần tốt nghiệp, chúng tôi lại trở thành đồng đội trong đội Hùng Biện. Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy, nói với cô ấy thật nhiều chuyện. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Có nhiều khi tôi nghĩ, tôi thích cô ấy như vậy, quan tâm cô ấy như vậy, còn cô ấy thì sao? Liệu cô ấy có một giây một phút nào từng thích tôi không? Chỉ đáng tiếc, cô ấy nói đúng. Hôm nay nói đến cùng, tôi đã nông nổi, suýt chút nữa làm hại cô ấy rồi. Tất cả mọi người, đốt cháy Illidan. Có cách tới nè, mọi người chào đón đi. Tất cả mọi người, đốt cháy Illidan. Có khách tới nè. Để tôi giới thiệu nha. Đây là Liêu Kha, là bạn cùng đại học với Lâm Việt Thành. Tối hôm nay, sẽ ở tạm chỗ của chúng ta. Chào cô, chào cô. Tôi cũng giới thiệu với cô. Đây là người anh em ở tiệm của chúng tôi, cũng là người cộng sự, Hà Mộ Thu, Tôn Đại Vũ. Anh Đại Vũ chào anh. Không phải, tôi là Mộ Thu, Mộ Thu trong ngưỡng mộ. Thu trong mùa thu. Hay lắm, hay lắm. Chị Đại Vũ, chào chị. Cái tôi là Đại Vũ được rồi. Ngồi. Cô tự nhiên đi. Đúng. Đây là tôi đưa cô thăm quan một chút nha. Được. Nè, hướng này, đi. Thông thường thì chúng tôi ở lầu 2, Đại Vũ, Tiểu Thu ở ngoài này, tôi ở phòng trong cùng đó. Tối nay cô cứ ngủ trong phòng của tôi đi nha, còn tôi sẽ ngủ ngoài này. Tôi đưa cô đi xem. Cô cứ ngồi tự nhiên đi. Đây là ra giường với vỏ chăn mà tôi mới vừa giặt. Nếu như mà cô không chê thì tôi để đây cho cô dùng nha. Cứ tự nhiên. Anh thích người trong giang hồ hả? Hả? Gà rừng, idol của tôi đó. Anh cũng thích đọc sách sao? Hả? Chúng tôi làm ăn mà cũng phải đọc sách chứ. Mấy cuốn sách đó bị lâu lật nát rồi. Cái gì là Luận về quốc gia giàu có của Adam Smith, Kinh tế chính trị học của David Ricardo và cả Thuật giả kim tài chính của Gregory Soros nữa.
độc nát hết rồi. Tôi cảm thấy chính là thời đại người giàu bộc phát đã qua rồi. Bây giờ nên làm một thương gia, nho học. Đúng vậy. World of Warcraft Soul Master, tầng địa ngục thứ 19, Bàn Long. À, đúng. Mấy cuốn đó là của tôi. Cô cũng biết là tôi làm ăn mà. Có rất nhiều khách hàng trẻ tuổi, nào là thanh niên, rồi học sinh cấp 3. Tôi cũng phải nắm được tâm lý của một số người trẻ tuổi. Không sao, tôi cũng thích đọc mấy cuốn này. Vậy sao? Ê, ở đây có một cuốn thuật giả kim tài chính, hình như vẫn chưa gửi niêm phong. Thuật giả kim tài chính của Gary Soros là cuốn sách mà tôi thích nhất. Nên là tôi đã mua một cuốn mới, đem về để dành sưu tập thôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi ra ngoài nha. Có gì cô cứ nói với tôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Về rồi sao? Giải quyết việc xong chưa? Giải quyết xong rồi. Em không trách chị báo cảnh sát chứ? Chị à, chị nói cái gì vậy? Nếu không nhờ chị báo cảnh sát kịp thời, không biết tụi em còn gây ra chuyện gì nữa kìa. Sao lúc này em lại đông đổ như vậy? Không giống em cho lắm. Có thể là lúc đó em bị quá kích động. Chị à, em muốn ngồi ở đây một mình một lát. Lát nữa em vào dọn dẹp giúp chị nha. Được. Xuống dưới này ăn mì, cẩn thận, đừng để họ thức dậy nha. Ăn đi. Ngon thiệt. Nhỏ đó. Thôi. Ăn từ từ thôi. Ngon thiệt quá. Ăn chậm thôi nha. Phải rồi anh Đào. Anh biết Nhiên Nhiên bọn họ về rồi chứ? Lâm Việt Thành nói anh rồi hả? Nói rồi. Tôi đã nói với cô rồi. Không có gì to tát đâu, không cần lo lắng. Tôi nhờ một tiếng là xong rồi, có gì đâu. Là anh nhờ giả hả? Chứ cô nghĩ sao? Lúc nãy tôi đã nhắn một tin nhắn là giải quyết xong thôi. Bọn tôi ngoài giang hồ, coi trọng nhất là mối quan hệ đó. Ai vậy? Không tiện nói ra. Ờ. Lo ăn đi.
Aki. Chị à, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng. Cảm ơn. Đây, cầm lấy tiền thưởng. Chị à, tiền này em không cầm được đâu. Em gây ra quá nhiều rắc rối cho chị rồi. Đừng nói nhảm nữa, cầm lấy đi. Em sắp tốt nghiệp rồi, cũng đã sắp đi làm. Cái này em đáng được nhận. Sau này dù bận cách nào cũng nhớ kỹ, đây mãi mãi là nhà của em. Thường về nhà chơi đó. Ngon thiệt đó. Mấy người chúng tôi đều tốt nghiệp thuận lợi. Tôi cũng rất may mắn có được cơ hội đến đài truyền hình thực tập. Một cuộc sống mới cũng sắp được bắt đầu. Em gái à, đừng khóc nữa. Em ăn chút gì đi. Nè, sao hai đứa lại ở đây? Hả? Anh, ba với mẹ đâu? Sao hai đứa lại? Hả? Cả nè, tốn tiền mua chè mà không quản được hả? Mẹ, cút ra ngoài. Ba còn quản đến đầu ông đi. Không sao, không sao, không sao. Không sao chứ mẹ. Lâm Chí Phú, ông có thể đừng ngày nào cũng uống rượu. Uống rượu vào lại đánh người được không? Mày là đứa khốn khiếp. Ông đi nuôi mày học đại học để mày về đây dạy đời ông mày đó hả? Hả? Học phí học đại học, phí sinh hoạt là tôi đi dây giống sinh viên cộng thêm tiền đi làm thêm kiếm được, không liên quan đến ông. Mày là đứa khốn khiếp. Mày quỳ xuống đây cho tao. Quỳ xuống. Các người ra ngoài hết. Đóng cửa lại hết đi. Đưa mẹ ra ngoài đi. Ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài đi. Ba. 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 Ông Long. Nghịch tử. Mày học đại học 4 năm. Hả? Mày tưởng ông này không dám đánh mày hả? Có phải không? Phải không hả? Phải không? Phải không hả? Cho cứng miệng, dám trả treo lại tao. Hả? Hả? Tao không dạy được mày. Hả? Mày lớn rồi có phải không? Hả? Cho cứng miệng. Im miệng. Im miệng. Tao không dạy được mày. Mày muốn làm gì hả? Nãy giờ ông đánh tôi 22 rồi. Năm nay tôi 22 tuổi. Ông sinh tôi ra cho nên tôi mới nhịn. Tôi đã nhịn 22 năm rồi. Nhưng lúc nãy là lần cuối cùng ông có thể đánh được tôi. À, được. Mày trưởng thành rồi. Ông đây không được đánh mày nữa có phải không hả? Phải. Tôi trưởng thành rồi. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi. Bây giờ tôi đã có việc làm. Cho nên sau này tôi sẽ nuôi gia đình. Hơn nữa tôi nói cho ông biết, sau này ông còn dám đánh mẹ tôi nữa, dám đánh em trai em gái tôi nữa, chính tay tôi sẽ đưa ông vào trong tù. Tôi nói được là làm được. Anh à, anh không sao chứ? Tôi không sao chứ hả? Anh không sao chứ?
Được rồi, đừng tiễn con nữa, về nhà hết đi. Vậy chị con nhớ, đừng có để mình mệt quá đó. Con biết rồi mẹ ạ, à, yên tâm đi. Anh nhớ về thăm nhà. Đương nhiên rồi. Hai em phải nhớ, ngoan ngoãn nghe lời, học hành thật giỏi nghe chưa? Em biết rồi anh. Vậy con đi đây. Mau vào nhà đi. Ngày hôm đó, lúc tôi đi ra khỏi nhà, tôi đột nhiên cảm nhận được từ một bé trai trở thành một người đàn ông trưởng thành cũng chỉ là thay đổi trong phút chốc. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi đã trở thành đàn ông. Trước mắt là con đường tương lai của tôi, phía sau là trách nhiệm của tôi, là gia đình của tôi. À, anh ơi, nhà chung cư đó có kèm phòng vệ sinh riêng, thích hợp với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp với anh nhất. Ờ, phòng này nhìn rất được, nhưng còn căn phòng nào rẻ hơn phòng này một chút không? Phòng này là có giá rẻ nhất rồi đó anh. À, nhưng mà anh còn phòng nào rẻ hơn một chút nữa không? Rốt cuộc anh có thuê phòng hay không? Đồ rẻ hoài à. Có một nơi miễn phí thích hợp với anh đó, có muốn không? Rồi tôi miễn phí cho ông luôn. Ê, cút đi cho ông. Ê, tên khốn nó cũng nhanh tay dữ ta. Nó chặn cậu lại rồi, nè. Thôi bỏ đi. Nói xem, có phải là cậu là người hay thích kiếm chuyện làm đúng không? Ở chỗ của tôi không được hay sao? Nếu cậu có tiền ở một căn phòng lớn ở đây, ông không cản cậu lại. Lại không có tiền bạc gì, ở căn phòng tồi tàn, kê thêm giường trong phòng tôi không phải như nhau hay sao? Còn thuê phòng gì nữa? Chỗ của cậu ở hơi xa so với đài truyền hình mà. Xa cái gì mà xa? Hồng Quân 25.000 có xa không? Không phải cũng kiên trì được hay sao? Từ đài truyền hình đến chỗ của tôi, để tôi tính cho cậu nghe nè. 500 giường xe buýt, 12 trạm xe điện ngầm, xe máy thì cậu chạy tùy ý, cậu còn kén chọn gì nữa? Quyết định như vậy đi. Được rồi, nể tình cậu, mời chào quá nhiệt tình, không tiện từ chối. Tôi sẽ nể mặt cậu vậy. Vậy kẻ khốn kiếp như cậu còn không cảm ơn ông đây sao hả? Cậu biết xấu hổ không vậy? Từ nhỏ đến lớn tôi lại biết bao nhiêu bài tập cho cậu rồi, có khi nào cậu nói cảm ơn tôi không? Vậy từ nhỏ cho đến lớn tôi đánh nhau bao nhiêu lần vậy cậu? Từ hồi tiểu học cho đến cấp 3, ai dám đụng tới cậu? Còn không phải nhờ ba đào này che chở cho cậu hay sao?
Cậu còn mặt mũi nhắc chuyện đánh nhau với tôi sao? Nói xem gì cậu đi đánh nhau, tôi phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm cho cậu rồi. Đáng đời. Đi. Hoàn hảo. Tiểu Kha, phải nhớ ăn sáng đó, tôi đi làm đi. Tôi không ăn đâu, tôi ra hương tử ăn sáng. Tiệm mì xào thịt Hương Tử. Tôi đi quán này, tôi thấy quán này ăn cũng ngon ạ. Ngon thiệt ạ. Alo mẹ. Alo Kha hả? Đang làm gì vậy? Con đang ăn sáng. Ăn món gì? Con ăn mì. Ăn mấy tô? Con ăn 2 tô rồi. 1 tô rau tiêu, 1 tô mì lương. Sao mới ăn 2 tô? Con phải ăn 4 tô mới được. Phải ăn giống như heo vậy, đứng ăn, vậy nhìn đẹp biết mấy. Thôi thôi thôi, con biết mẹ rồi, mẹ đừng có nói nữa. Con ăn ít một chút. Ai kêu con ăn ít chứ? Nói vào chuyện chính, khi nào con về nhà? Không phải con nói rồi hay sao? Để con ở Trùng Khánh thử trước đã, về mới thi biên chế không gấp đâu. Hả? Không gấp? Ha, phải, đợi mẹ vào núi Bắc Bảo rồi tính đi. Đúng không? Mẹ này, con đâu có nói con không về đâu. Phải, con còn chưa nói con lên Sao Quả hả? Vậy thì đợi hôm nào con lên Sao Quả tiện đường ghé qua đây phải không? Vậy được được được. Con phải đi phỏng vấn rồi. Con không nói với mẹ nữa. Con cúp máy nha. Tôi tên Tân Nhã, cũng tốt nghiệp đại học Tây Bắc, sớm hơn cậu 1 năm ở học viện truyền thông. À, dạ chào chị. Đừng có gọi chị, tôi từng xem lý lịch của cậu rồi, hai chúng ta bằng tuổi, cậu còn lớn hơn tôi 2 tháng nữa. Phía trước chính là bộ phận của chúng ta, để tôi giới thiệu các đồng nghiệp cho cậu làm quen nha. Anh ấy chính là thợ quay phim, anh Tường. Chào anh Tường. Chào cậu. Hậu kỳ chúng ta gọi là chú Trương. Chào chú Trương. À, chào cậu. Cậu ấy là đồng nghiệp vừa đến, tên Lâm Việt Thành. Chỗ ngồi của cậu ở bên kia. Cảm ơn. Nhớ đó. Lấy tôi tập hồ sơ. Là hàng chót đó nha. Lát nó họp rồi. Rồi lên lên. Nè. Cô đi. Cảm ơn nha. Rồi được rồi. Cô. À. Đi qua bên đây đi. Được rồi. À. Đặt xuống đi, đặt xuống. Đúng rồi. Ok. Được rồi. Cuộc sống của 5 người chúng tôi đã được bắt đầu như vậy. Tôi đến đài truyền hình làm thực tập trong nửa năm. Trần Đào tiếp tục kinh doanh tiệm xe máy Tam Hiệp của cậu ấy. Dương Nhiên làm cho công ty địa ốc. Lý Văn Khải tiếp tục phóng khoáng, nói nghe cho hay, là đang trên đường đi tìm lý tưởng của mình. Lưu Kha thì vào làm giáo viên cho một trường mẫu giáo. Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt, đã đến cuối tháng 10.
Ngày 24 tháng 10 năm 2012, năng lượng mới là xu hướng cho năng lượng tương lai. Chú Tưởng, anh sẽ với câu hỏi của chúng tôi trước. Lát nữa chúng ta bắt đầu. Được. Năng lượng mới là xu hướng cho năng lượng tương lai. Lâm Việt Thạch đi tới đâu rồi? Sắp đến, sắp đến rồi. Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Cổ học của tôi đang bị đau, hôm nay còn sao phỏng vấn đó. Tôi đã đến nơi rồi. 803, nhảy xe. Là 803, chạy đi không? Đó là những năng lượng sống tốt phần cho... được rồi, bỏ qua đi. Được rồi. Chú Tổng, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Cũng gần được rồi, ok. Chắc chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Năng lượng mới là không còn thời gian đâu, nhanh lên đi. Được rồi, chú Tổng, thành thật xin lỗi nha. Chào. Nè, Tiểu Lâm à, đứng qua bên phải đi. À, được. Dạ, chào chú Tổng. Quý công ty đang khai thác năng lượng mới. Chúng tôi có mấy vấn đề muốn được hỏi chú Tổng. Là điều gì khiến chú Tổng đặt kỳ vọng gì phát triển năng lượng mới như vậy? Năng lượng mới là xu hướng phát triển cho năng lượng tương lai. Điều này không cần phải nghi ngờ nữa. Đây không chỉ là vấn đề có thể tiếp tục phát triển, cũng là vấn đề làm sao để cho đất nước chúng ta vượt lên khúc ngoặt trong lĩnh vực năng lượng. Năng lượng truyền thống như dầu mỏ. Tiểu Lâm à, cậu qua đây một lát đi. Hả? Chuyện gì vậy chú Trương? Cậu nhìn chỗ này đi. Logo micro à. Tuần sau là đã hết thời gian thực tập. Kỳ thực tập của các cậu tổng cộng có 5 người. Trên nguyên tắc chúng tôi giữ lại 3 người. Trước giờ cậu biểu hiện rất tốt. Theo lý thì nên giữ cậu lại làm. Nhưng nói xem bây giờ, cậu lại để xảy ra lỗi sơ cấp đến như vậy. Nếu tôi giữ cậu lại, thì làm sao tôi ăn nói với mấy người bị loại kia hả? Anh Phương à, tôi không muốn mượn cớ. Buổi phỏng vấn này được phát vào thứ 7. Hôm nay chỉ thứ 5 thôi, tôi còn có thời gian mà. Mong anh hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ đi tìm chú Tổng, quay bù lại đoạn clip này. Hiện giờ chú Tổng đang rất là bận. Anh Phương à, tôi nhất định sẽ bù lại được. Mong anh hãy tin tôi một lần thôi. Được, vậy cậu đi đi. Dạ. À được, có phải hơi quá rồi không? Không phải là ý cô đưa ra sao? Nó muốn dạy cậu ta bài học. Là em muốn dạy cậu ta một bài học, để cho cậu ta phải thấy sốt ruột, để giải thích với cấp trên sao vậy? Nè, cậu đúng là quá đáng mà. Làm dơ người tôi rồi nè. Xin lỗi anh, xin lỗi anh nha. Đúng tôi, cậu không nhìn thấy đó hả? Hả? Quả liếm sạch cho tôi đi. Hay là tôi giặt sạch cho anh nha. Giặt cái gì mà không cần cậu giặt đâu. Không liếm sạch cũng được thôi. Không được lấy tiền sửa xe của tôi. Sửa, vậy không được đâu. Cực khổ cả nửa ngày, ít nhất cũng phải trả một chút chứ. Tiền gì mà tiền? Áo của tôi không cần tiền mua sao? Tình khốn này, cái thằng học luôn. Hey, sự nè. Đóng cửa. Chào cô, tôi đến đây tìm chú Tổng. Anh có chuyện gì không? Là như vậy, tôi làm ở đài truyền hình, tên là Lâm Việt Thành. Hôm trước đã từng phỏng vấn chú Tổng rồi, nhưng mà để sót mấy cảnh chưa quay nên cần phải quay bù lại, cô xem có tiện không? Lát nữa tôi sẽ chuyển lời giúp anh, nhưng hiện giờ chú Tổng đang tham dự một cuộc họp vô cùng quan trọng, không thể bị làm phiền được. Mời anh hãy đợi một lát. Được, tôi có thể đợi. Theo như quy định quản lý ở chỗ chúng tôi, anh không thể đợi ở đây. Muốn đợi, anh phải xuống dưới lầu đợi. Được, tôi hiểu rồi. Vậy thì phải làm phiền cô rồi. Sau khi chú Tổng họp xong, cô có thể gọi cho tôi được không? Không thành vấn đề. Cảm ơn cô. Mau kêu bà đàn ông cút ra đây cho ông. Anh là ai? Anh đâu? Chuyện em gây ra em giải quyết. Khoan đã, nói rõ ràng chuyện này là sao? Nói rõ ràng gì hả? Hỏi của ta kìa. Nhóc này đến đây sửa xe còn trả tiền. Em với chị Thu đánh cháu một trận. Cô là một kẻ côn đồ. Cô đánh đến mức mẹ tôi nhìn tôi không ra luôn nè. Thật sự là đang sỉ nhục tôi mà. Ông đây sỉ nhục mày vẫn còn nhẹ đó. Người anh em cũng đáng đời cậu. Mày nói gì hả mày? Người anh em, người của các người đã ra tay trước mà, giờ thì sao hả? Không tôn trọng quy tắc giang hồ một chút nào sao hả? Quy tắc gì? Tôi đang đứng đây, mấy người làm gì có cửa đụng vô họ. Đ-
Giờ thì sao đây? Hả? Đánh người của tôi ra nông nổi như vậy, có phải nên giao phó với tôi hay không? Hả? Anh ta bắt nạt tôi trước. Cậu ta bắt nạt cậu trước. Với tướng người cậu vậy mà còn nói là bắt nạt được cậu à? Cậu ta bắt nạt được cậu sao? Nói đi, giao phó sao đây? Tốt, như vậy đi ha. Hắn ra làm sao thì mày phải vậy. Lấy hàng ra. Các cậu muốn làm gì hả? Giỏi nhóc con à, độc lắm. Rút. Ê, anh Hòa, anh Hòa. Chúng ta đi vậy sao? Bọn họ đến em mà. Hả? Vậy bây giờ tôi hỏi cậu nha, đi sửa xe máy cậu không chịu trả tiền xấu hổ không hả? Đi. Anh Hòa. Bộ dạng tôi về, cô không sợ sao? Không sợ, thậm chí tôi còn cảm thấy có một chút phấn khích. Chỉ tiếc là tôi không được nhìn thấy khí khái anh hùng của anh. Vậy đúng là đáng tiếc nha. Cô không thấy lúc đó thôi, ba người chúng tôi đối mặt với hàng trăm người bọn chúng đó. Nhiều người đến vậy hả? Ờ. Nhưng khi nãy tôi nhìn thấy chỉ có 6-7 người. Trước đó còn có rất nhiều người nữa sao? Hả? Tại sao không báo cảnh sát chứ? Việc giang hồ, cứ để giang hồ xử. Ờ, đúng. Cũng đúng. Đúng không? Giang hồ. Cô tìm tôi có chuyện gì không vậy? Tôi đang dự tính tự mình viết một tiểu thuyết, muốn đến nhờ anh đưa ý kiến cho tôi. Được thôi, dù gì trong đầu của tôi có rất nhiều câu chuyện. Thiệt hả? Chuyện vừa xảy ra tối hôm nay tôi có thể kể lại thật chi tiết cho cô nghe. Được. Để tôi sắp xếp lại từ đầu cho cô nghe nha. Tên nhóc con đó chính là người băng đầu lại. Anh giỏi quá à. Cô quăng trúng vô chân của tôi kìa. Có vấn đề sao? Không có vấn đề gì. Anh tôi chỉ biết nói có một tiếng để cô biết có chuyện như vậy thôi. Bây giờ đừng có cho nó tiền nữa mà. Con hứa là tại mẹ đó. Bà có hiểu đạo lý này hay không? Ông hiểu. Chuyện gì ông cũng hiểu. Vậy ông kiếm việc cho nó làm đi. Năng lực nó như vậy, không biết làm gì hết. Làm sao tôi giao việc cho nó đi? Ông không tìm việc cho nó, làm sao biết nó không làm được? Chuyện gì cũng phải làm rồi mới biết được hay không chứ. Bà còn dám nói nữa sao? Nếu bà dạy dỗ nó đàng hoàng một chút, nó biến thành như bây giờ hay không hả? Lý Kiến Quân, ông có biết xấu hổ không hả? Từ nhỏ đến lớn ông có lo cho con không? Suốt ngày không phải đi công tác thì đi tiếp khách, thời gian ở bên con trai còn đếm không hết hai bàn tay nữa đó. Ông còn dám mở miệng nói. Thank you.
Mẹ à, con về rồi đây. Con trai về rồi hả? Mẹ đoán thử xem con mang gì về cho mẹ nè. Ờ, chân gà. Mẹ mau ăn nhanh đi. Ủa, sao không có xương vậy ha? Con lấy ra hết rồi. Vẫn là con trai tốt với mẹ. Đương nhiên vậy rồi. Mẹ à, hử? Gần đây con lập bản kế hoạch nghề nghiệp. Con tính sẽ đi làm việc nghiêm túc. Làm gì? Thì làm việc. Là vì người mẹ tốt nhất trên đời của con cũng phải đi làm việc đàng hoàng. Có liên quan gì đến mẹ chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. Đàn ông đều có thể trông cậy được. Trên thế giới này, người đàn ông duy nhất phụ nữ có thể trông cậy đó chính là con trai của bà ấy. Miệng của con ngọt quá đi. Ăn nè. Mẹ mau ăn đi. Ừ. Đã sắp xếp xong khách sạn. Được. Ờ, hiện giờ xe đang đợi chúng ta ngoài cửa. Được. Dương Nhiên, Lâm Việt Thành, sao cậu lại ở đây? Ờ, tôi đến để phỏng vấn. Còn cậu? Ừ, cậu đến để bàn công việc phải không? Ờ, phải. Bây giờ tôi bận chút, tôi đi trước nha. Ờ, được rồi. Chủ tịch Nghiêm. Được rồi. Lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Không vấn đề, hợp tác thường xuyên. Cậu trai trẻ, cậu làm ở công ty nào vậy? Ờ, tôi không làm ở đây, tôi đang chờ một người. Chỗ chúng tôi cũng sắp tan ca rồi, có gì ngày mai cậu tới, quay về đi. Thật xin lỗi nhiều. Không sao, về đi. Lâm Việt Thành, sao cậu lại tới đây nữa? Không phải cậu đợi ở đây cả đêm qua chứ? À, phải. Khách hàng nó có chuyện quan trọng đang phải họp, cho nên tôi luôn phải ngồi ở đây để ông ấy xuống. Cậu đợi tôi một lát. Hả? Nè. Lâm Việt Thành, Hoành Thánh. À. Mau ăn cho nóng. Cảm ơn. Không có chi. Khác sao hả? Ngon không? Ừ, ngon thiệt đó. Phải rồi, cậu đang đợi người quan trọng nào vậy để cậu đợi suốt cả đêm? Thật ra không phải người đó quan trọng, mà là việc hơi quan trọng. Nếu như tôi không quay bù lại mấy cảnh quay hôm đó thì không thể thành nhân viên chính thức được. Khác biệt rất lớn sao? Thực tập lương chỉ có 1.000 thôi, nhân viên chính thức lương 6.000. Cậu nói xem khác biệt lớn không? Phải rồi, chỗ đài truyền hình cách công ty tôi rất gần, sao cậu không liên lạc với tôi? Tôi
Tôi sợ là cậu vẫn còn đang giận tôi. Tôi giận cậu chuyện gì? Chuyện đánh nhau đó, hại cậu xém chút nữa không tốt nghiệp được. Chuyện đó qua bao lâu rồi chứ? Trong lòng cậu tôi là người nhỏ mọn đến mức đó sao? Không phải, không phải, tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ là... Tôi biết rồi, thật ra hôm đó thái độ tôi cũng không tốt. Xin lỗi cậu. Người nên nói xin lỗi chính là tôi. Chính bởi vì tôi quá sốc nổi, liên lụy đến mọi người. Có phải cậu còn việc bận không? Hay cậu đi làm việc trước đi. Được, vậy thì cậu nhớ phải ăn hết đó. Chú Tổng à. Ừ. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Lâm ở đài truyền hình đó. Cậu đã từng phỏng vấn tôi à? Đúng rồi, đúng rồi. Có ấn tượng. Không phải chứ, anh đã đợi ở đây suốt đêm hả? Chú Tổng, tối qua tôi đã báo với anh Lâm muốn được quay bù lại mấy cảnh. Có thể sẽ làm phiền anh thời gian 1-2 phút gì đó, anh xem có được không? Đợi suốt cả đêm qua. Phải rồi. Được, đi theo tôi lên lầu. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, tôi lên trước nha. Cậu giúp tôi quăng nó đi. Cố lên. Quay xong rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Sau này có gì nói với tôi. Được rồi, thành nhân viên chính thức mời tôi đi ăn. Địa ốc Hưng Thái. Chào. Trời ơi, quá trời việc. Xin luôn chào. Bây giờ làm sao bây giờ? Chào. Cậu im đi, lát có chuyện bây giờ. Đồ giả tạo mụ ly tinh. Đừng có nói nữa, lát có chuyện bây giờ. Không biết xấu hổ, giả tạo, hồ ly tinh. Vương Nhiên, trợ lý chủ tịch. Nghiêm Tổng. Là ai rảnh rỗi quá vậy? Tài cao bị ghét, nhưng tôi lại không có tài hoa gì để bọn họ ganh ghét. Cho nên tôi muốn làm thành công một dự án lớn, nói bọn họ biết tôi xứng đáng để bọn họ ganh ghét. Ngươi. Trước nhiên, tôi hỏi cô một vấn đề. Cả đời này, thứ cô muốn có nhất là gì hả? Tiền. Nghiêm Tổng, ý của tôi muốn nói... Không cần giải thích. Câu trả lời này của cô tôi rất hài lòng, bởi vì tôi cũng vậy. Muốn đem chiêu miệng, phải chịu được nó. Cô muốn có được càng nhiều thứ thì phải chịu đựng được càng nhiều. Cô nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi. Ngồi. Có một miếng đất đường Nam gần sông, rất có giá trị để khai thác. Công ty dự tính sẽ mua lại nó, xây dựng khu phức hợp, thương mại, vui chơi, nhà ở chung một thể. Hiện tại miếng đất đó còn là đất dùng của một công xưởng. Công xưởng sớm đã đóng cửa. Ông chủ công xưởng đó biết rất rõ giá trị của miếng đất, đang ngồi đợi giá cao. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta, địa ốc Hiếu Thọ, hiển nhiên cũng đang muốn lấy được miếng đất đó. Giờ việc quan trọng nhất của chúng ta chính là vẫn chưa được biết mức độ muốn có miếng đất này của công ty địa ốc Hiếu Thọ lớn đến đâu, giá bọn họ đưa ra là bao nhiêu. Cô dựa theo ý tôi làm bản phương án thực thi cụ thể đi. Hôm nay trong lúc tôi cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi nhất, cô ấy đã xuất hiện như một thiên sứ. Đột nhiên tôi cảm thấy những khó khăn trong cuộc sống đều không có gì hết. Cảm giác khổ tận cam lai này thật sự rất tuyệt. Tôi nghĩ là trong đời người cảm giác gặp lại nhau tốt nhất chắc chính là cảm giác này. Mời vào.
Chào anh Phương. Tôi cũng đã gửi và các bạn mới qua cho chú Trương rồi. Việc thiếu logo micro đã xử lý xong. Tôi biết rồi. Anh Phương, thật rất xin lỗi. Lần sau tôi nhất định chú ý. Không có gì phải nói xin lỗi. Sau này đến chỗ khác làm việc phải chú ý một chút. Như vậy là có ý gì? Không có ý gì hết. Đã quyết định được người được chuyển thành nhân viên chính thức năm nay. Không có tên cậu. Tại sao lại như vậy chứ? Có gì mà tại sao chứ? Mấy ngày sắp tới, cậu mau bàn giao là hết công việc đi. Anh Phương à, không phải là vấn đề logo micro. Đủ rồi. Anh đã giải quyết xong rồi sao? Tôi đã biết sai rồi. Không phải tôi đã sửa chữa xong chuyện này rồi sao? Anh cũng đã từng nói là trong số 5 người chúng tôi thì tôi... Anh Phương à. Sao cậu lại cứ không chịu hiểu vậy? Đây chính là hiện thực. Hiểu không? Anh Phương, anh nghe tôi nói. Tôi thật sự rất cần có công việc này. Tôi cầu xin anh mà. Tôi có thể chọn người có quan hệ, nhưng anh cũng cần người có thể làm việc mà. Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi có thể làm việc. Tôi không phải Tiểu Lâm. Tôi nói với cậu gì đi. Nếu như tôi không giữ lại bọn họ thì tôi phải đi. Cậu nghe cậu hiểu rồi chứ? Tôi cũng là người làm công vậy. Bây giờ tôi cũng phải đi tìm tài trợ cho ngày báo chí. 3 triệu đồng tiền tài trợ. Cậu có thể tìm về thì ở lại. Mọi người đều là người trưởng thành, đừng đi theo nữa, nguy hiểm. Bước đi một mình, mất đi thứ đã không còn nữa. Hiện giờ không có nơi nào để nương tựa. Biết bao nhiêu đêm như say như dại, đành phải bắt đầu cố quên em đi. Thời gian bắt đầu đan xen. Khi ánh trăng hiện trên bầu trời cao, đời người sẽ không còn hoang mang. Có lẽ thời gian sẽ xóa đi mọi đau thương. Chú Tổng à, anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Chúng tôi đích thực không lấy được dự toán để tài trợ cho lần này. Vậy rất xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Như vậy đi, tôi giới thiệu cho cậu 2 người bạn. Cảm ơn anh. Chào anh, đây là hóa đơn của anh. Anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Cô chờ một lát nha. Dạ được. Tiểu Lý à, là tôi. Đúng. Chuyện là bây giờ tôi đang cần một ít tiền mặt, cậu mang đến đây giúp tôi được không? Lát nữa tôi gửi địa chỉ qua. Nhanh lên nha, tôi hơi gấp một chút. Được rồi. Đến liền.
Tiểu Lâm à, nếu cậu cần phải đi tìm người tài trợ, cứ nói với Tiểu Lý, Tiểu Lý có thể giúp cậu đó. Cậu giỏi thiệt ha. Đánh đau thiệt chứ. Tiểu Lý à, thật ra thì tôi cảm thấy tốt nhất là qua lại thương nghiệp đơn thuần. Nếu như mà người ta thật sự chỉ vì nể mặt cậu mới bằng lòng bỏ tiền ra tài trợ, vậy tôi nghĩ là sau này sẽ đều không tốt cho mọi người. Nói vậy cũng phải. Ba tôi có một người bạn chuyên nuôi bò, lần này muốn đến Trùng Khánh, giờ hai ông ấy cũng muốn tài trợ quảng cáo vậy. Hay là tôi giúp cậu liên hệ thử xem. Được, cảm ơn cậu. Cậu cười cái gì vậy? Tư vấn kế hoạch nghề nghiệp không phải cậu chuyên làm việc này hay sao? Ông đây nói cho cậu biết, hiện giờ ông đây đã thay đổi triệt để rồi. Cậu nói cái gì hả? Tôi không có nghe nhầm chứ. Cậu không tin lời tôi hả? Nè, trước đây rất lâu tôi từng tin cậu. Đừng giỡn, tôi thật sự muốn cậu tư vấn nghề nghiệp đó. Thế sao hả? Có phải bỗng trong phút chốc có cảm giác rung động đúng không hả? Vừa gặp đã yêu, ít nhất cảm giác ngay lúc này đều là chân thật. Đồng nghiệp mới đến công ty làm cô gái ngoan, nhưng mà tính tình kiêu ngạo sẽ rất khó đó nha. Ai nói tôi muốn làm gì cô ấy? Tôi chỉ là cảm thấy giây phút này cô ấy đẹp thôi. Nè, khi nãy cậu nói muốn thay đổi gì vậy hả? Thay đổi triệt để. Tôi nói cậu biết, cậu có thể gây khó dễ cho tôi, nhưng cậu lại cứ muốn gây khó dễ với phía tư vấn. Vậy thì cậu đừng trách tôi. Nè, tôi lại thấy nể tình của tiền chắc chắn giúp cho cậu việc này. À, lát nữa ta ca đi uống đi. Lãng tử quay đầu đáng ngàn vàng, tôi không thể nào đặt chân đi đến những nơi như vậy nữa. Ê, cái cậu Lý Văn Khải đó, một tên nhóc con, kêu nó tới đây. Nó nói nó đang bận việc. Nó có việc gì mà bận chứ? Chắc chắn là nó đi chơi với gái rồi. Dạ tổng à, để tôi thay mặt Văn Khải xin lỗi với ông. Tôi kính nó một ly. Vô. Được đó. Được đó. Được, cậu này được lắm. Nhóc con này. Cậu trẻ trẻ. Được đó. Mau ngồi đi. Ngồi ngồi ngồi. Nhóc con này được đó. Nhóc con cậu bọc trực như vậy. Dạ. Sau này cùng Tiểu Khải tới đồng cỏ của tôi chơi nha. Dạ. Cưỡi ngựa, uống rượu, ca hát. Nhớ nha. Mọi người đều phải tới đó. Được. Biết chưa? Đúng rồi. Rồi, mau. Rất rượu, rất rượu. Mời mời mời, mọi người cùng uống một ly nha. Cùng uống một ly. Được, chúng tôi kính anh. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Anh Võ. Phải phải phải. Ô anh. Anh Võ, thật là ngại quá, tôi đã đến trễ rồi. Đâu có đâu có. Đại quý nhân của tôi anh Lý, vào trong ngồi nhanh lên. Trời ơi, đợi anh từ nãy tới giờ luôn đó. Ngồi ngồi ngồi. Ngồi đi ngồi đi. Anh đến nên là tôi mời mới phải chứ. Anh khách sáo quá. Mọi người ngồi đi. Đều như nhau thôi. Để tôi giới thiệu trước nha. Lý Nhất Hàng. 5 năm trước đây, lúc tôi còn lập nghiệp ở Trùng Khánh, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Hiện giờ anh ấy rất giỏi. Tôi nói với mọi người nghe nè. Xếp bộ phận giải trí ở đài truyền hình, hiểu không? Ấy không cần đâu. Để tôi giới thiệu họ với anh. Những người này đều là anh em của tôi trong công ty đó. Còn cậu này là nhân viên ở đài anh. 3 triệu đồng tiền tài trợ. Cậu có thể tìm về thì ở lại. Mọi người đều là người trưởng thành, đừng đi theo nữa, nguy hiểm. Dạ chào anh Lý, tôi ở phòng tin tức, tên là Tiểu Lâm. Chào cậu. Mời mời mời. Để tôi rót cho anh. Tôi đã đưa cho cô 2 phương án A, B. Tự cô chọn đi. Chị Băng, phương án thứ nhất tôi thật sự rất khó làm được. Tần Hiếu Thọ, chủ tịch của tập đoàn Hiếu Thọ, thường ngày thích nghiên cứu phong thủy, ra vẻ nho nhã, tự cho mình là đại sư. Trong tháng này, phụ huynh đến tư vấn ngày càng nhiều hơn, số lượng chiêu sinh trong năm nay chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Người
có điều kiện gia đình không tốt, miễn giảm học phí thích đáng, tự giết hữu giáo vô loại. Tôi đầu tư vào Quốc Học Quán không phải vì muốn kiếm tiền. Tần tổng à, mời xem. Bức tranh này là do học sinh trong lớp quốc họa của chúng tôi vẽ. Nếu Tần tổng cảm thấy thích hay là để hai câu thơ lên trên này đi ha. Đúng là vẽ rất đẹp. Ừ. Bất giác lại khiến tôi nhớ đến hai câu thơ của Lý Bạch: Lưỡng ngàn viên thanh đề bất trú, nhất hàng lộc lộ thượng thanh thiên. Hai người cảm thấy hai câu thơ này có được không? Chắc được, rất hợp với cảnh. Hai câu thơ chủ tịch vừa mới gom ra diễn tả được ý cảnh của tranh này, quả thật là vô cùng thích hợp. Cô thấy sao hả? Tôi thật ra không hiểu lắm về thơ của Lý Bạch. Đặc điểm đầu tiên của con người Tần Hiếu Thọ đó chính là bề ngoài đứng đắn đàng hoàng, thực ra khẩu Phật tâm xà. Tần tổng à? Tần tổng, hai giáo viên thực tập mới đến ở chỗ chúng ta, giữ người nào lại vậy? Giữ cô Trịnh. Tại sao là cô ấy? Lưỡng ngang viên thanh đề bất trú, kinh chu dĩ hóa dạng trùng sơn. Tôi cố tình nói nó thành nhất hàng lộc lộ thượng thanh thiên. Cô giáo Trịnh đó cũng xem như là còn có một chút chân thật. Nhưng mà còn cô Lữ đó, rõ ràng là biết tôi nói sai, còn định hót lấy lòng. Vậy chính là cô ta làm không đúng rồi. Vậy thì tôi đuổi việc cô Lữ Yến đó hả? Không phải. Đặc điểm thứ hai của con người ông ta là xảo quyệt, vô cùng có cách đối phó với nữ sinh. Rất tốt. Tìm hiểu thông tin rất tốt, cực giống với kết quả điều tra tôi có được. Tần Hiếu Thọ rất xảo quyệt. Phương Áo B thì sao? Thư ký trợ lý của Tần Hiếu Thọ, Hồ Vũ Hiên, cố vấn đầu tư Thạch Hạo, chỉ cần lợi dụng được hai người này cũng có thể đạt được mục đích. Hồ Vũ Hiên năm nay 31 tuổi, thạc sĩ khoa học kỹ thuật, là trai thẳng, học thức cao, thành tích giỏi, hàng ngày làm việc xong về nhà, rất thích đọc sách. Đến quen bạn gái cũng không có thời gian, lấy tin từ anh ta sẽ dễ dàng hơn. Thạch Hạo năm nay 41 tuổi, cố vấn đầu tư. Anh ta là lão hồ ly, tự thân rất giỏi về quản lý nguy cơ. Muốn đối phó anh ta trong lúc đang làm việc dường như không thể nào. Nhưng mà sau thời gian làm việc thích đi uống mấy ly, đó là thời điểm anh ta thư giãn. Mọi phương án luôn có sự cố. Nếu kế hoạch B thất bại thì sao? Vậy thì phương án A bắt buộc thành công. Chị Băng, thật ra chúng ta có thể bàn kinh doanh với ông ấy. Dùng mấy cách này không tốt lắm. Tôi cần cô dạy tôi làm việc sao? Cô có thể không làm, nhưng như vậy sẽ đồng nghĩa với việc cô không thể đảm nhiệm công việc này. Chị, cô có thể rời khỏi. Tôi đang nói không chỉ là rời khỏi công ty, mà là rời khỏi ngành này. Giá đấu thầu của miếng đất này là 200 triệu. Dự dứt công ty có thể trả 250 triệu. Dựa theo con số vừa nói, xem cô giảm xuống được bao nhiêu, tôi sẽ cho lại cô tiền thưởng 5% tổng số tiền được giảm. Chúc cô thành công. Hay lắm. Hay lắm. Tưởng tượng cao lắm. Trời ơi, tưởng tượng cao nha. Được, hay lắm. Hay lắm, giỏi. Hay. Rồi, được, uống tiếp đi. Được lắm. Cậu em à, bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Uống chậm thôi. Anh Giả à,
Đừng ép thanh niên trẻ uống rượu như vậy chứ. Trời ơi, có gì đâu. Không. Không ép tôi. Tôi không sao. Tôi không sao. Uống. Hôm nay được gặp giả tổng, tôi cảm thấy rất vui. Tiêu tổng à, tôi... Anh em. Tôi kính anh, một ly. Rất thật thà. Nè, cạn ly. Điên tổng. Anh Giả à, cậu em này làm cho đài truyền hình, cũng xem như người của tôi. Đúng vậy. Hay là vậy đi, tôi kính rượu chung với cậu ấy. Rượu tôi uống cũng tính là của cậu ấy, được không hả? Anh em, nói những lời này, vậy anh uống rượu, nói sao thì tính vậy đi. Vậy tôi kính anh trước. Mời. Mời. Giả tổng, kính anh trước. Càng. Cậu ổn không vậy? Anh Lý à, anh giúp tôi uống hết một nửa rồi. Tôi... Cậu có cần liều mạng đến vậy không? Cậu có từng nghĩ đến có lúc dù cậu liều mạng đến vậy cũng sẽ vô ích? Bây giờ còn có cơ hội liều mạng, tôi sợ là đến cơ hội liều mạng cũng không còn nữa. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà. Cảm ơn anh Lý. Tôi ngồi xe buýt về nhà là được mà. Được, vậy cậu đi đường cẩn thận. Tiểu Dân, tặng. Lý Văn Khải, anh đã theo tôi mấy ngày nay rồi, thái độ của tôi là gì còn không rõ ràng sao? Tôi không muốn hợp tác, cũng không muốn kết bạn, có làm bạn bè bình thường tôi cũng không muốn. Anh đừng nghĩ có tiền thì muốn quen ai cũng được, không phải ai cũng thích kẻ ăn chơi như anh đâu. Tiểu Dân à, anh chỉ đơn giản là muốn kết bạn với em mà thôi, cùng đi ăn bữa cơm, đi xem bộ phim, chỉ như vậy thôi. Không hứng thú. Vậy kẻ ăn chơi mời em đi xem phim được không vậy hả? Được. Hình tượng của nam nữ chính trong tiểu thuyết này có phải là hơi cũ rồi không? Còn tên của cuốn tiểu thuyết này là Nợ Em Một Giọt Mắt, có phải là có hơi sến không hả? Vậy phải làm sao đây? Tôi cảm thấy viết dạng... Vậy đi, lúc ban đầu nên là kẻ thù của nhau, nữ chính truyện là tiểu long nữ xuyên không tới đây, còn nam chính là người nhện. Đúng vậy, đặt tên là Tiểu Long Nữ Đại Chiến Với Người Nhện đi. Thế sao hả? Tiểu Long Nữ Đại Chiến Với Người Nhện hả? Trí tưởng tượng của anh cũng đi xa quá rồi đó. Vậy là cô không hiểu rồi. Tên Tiểu Long Nữ Đại Chiến Với Người Nhện chỉ vừa nghe thôi đã khiến cho người ta có ý định đọc tiếp rồi. Rạp chiếu phim Vàng Đặt. Qua kia mua bắp rang đi. Mấy giờ phim chiếu vậy? Chọn phim này đi. Được đó. Được. Mua thêm gì không? Mua bắp không vậy? Dạ. Được rồi, tôi mua rồi. Anh là Lý Văn Khải hả? Tôi là bạn thương của cô Chiếc Dân.
Cô ấy nói đang bận, kêu tôi đến đây xem phim chung với anh chứ. Qua đây tặng cho chị Vân sao? Cô lấy không? Tôi muốn ăn bắp rang. Đi thôi. Đi. Mời anh. 10:30 tối nay tới đón tôi. Qua đây ngồi nè. Xin mời. Cạn ly đi, cạn ly. Mời anh. Qua đây ngồi nè. Được. Uống tiếp. Cô đẹp lắm đó. Bên này nè. Cảm ơn. Phục vụ lấy cho tôi ly rượu. Cảm ơn. Một ly nữa. Người đẹp à? Rồi. Ly này tôi mời. Sao đây qua đây? Dạo này công việc tôi ổn. Lâm Việt Thành, chúng ta xuống đi bộ lát đi. Cậu không cảm thấy tôi ăn mặc như vậy rất chướng mắt sao? Cậu mặc đồ gì cũng không thấy chướng mắt hết. Sao cậu lại biết được tôi tới quán bar là vì dự án, chứ không phải là đến đó chơi? Tại vì tôi tin tưởng cậu mà. Lý do gì? Chuyện này cần gì lý do chứ, tôi thật sự tin tưởng cậu mà. Khẳng định đến vậy hả? Ừ. Ừ, vậy cậu từ thực tập chuyển thành nhân viên chính thức sao rồi? Cần phải kiếm tài trợ 3 triệu đồng, còn thiếu một chút nữa. Còn thiếu bao nhiêu? 2.900.000. Cười thì sẽ luôn tốt hơn khóc. Tôi cảm thấy là chỉ cần tiếp tục kiên trì, chắc chắn sự nghiệp sẽ có chuyển biến tốt hơn.